Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Hôm nay tiếp tục là mình vào trong đây mình review một cái con game đã up pha test có tên là Huyền Thoại Mutakan. Huyền Thoại Mutakan hiện tại là một cái gánh nặng cho anh em. Gánh nặng vì sao? Vì nó đã test rồi mà anh em không vào được. Cái thứ nhất là anh em tạo mật khẩu rồi anh em vào không được, cứ vào ra vào vô nói là tải game không được. Tạo mật khẩu đúng rồi nhưng mà không được, nó cứ là báo sai tài khoản, sai mật khẩu. Thì hôm nay mình vào trong đây để cho anh em tạo một cái mật khẩu rút gọn, không cần tạo một cái tài khoản quá rườm rà, chỉ cần tạo một cái tài khoản là nó rút gọn lại. Để tạo được một cái tài khoản rút gọn thì anh em làm theo như mình nha. Trước khi vào tạo một cái tài khoản rút gọn thì anh em phải vào được tới cái phần mà nhập tài khoản và mật khẩu. Các anh em nhìn qua bên ở bên góc phải màn hình, nó có một cái chữ là có cái hình icon hình người, nó đã chỉ là đăng ký, anh em nhấp vào trong đây. Thì trong đây là một bản đăng ký rút gọn cho anh em. Nó chỉ có là tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, rồi chứng minh nhân dân nè, số điện thoại tùy chọn, ngày tháng năm sinh và địa chỉ thường trú thôi. Nó bỏ chúng ta rất là nhiều bước, nhiều code, Gmail các kiểu. Cái này là tạo một phát ăn luôn, như tạo những cái mật khẩu phổ thông bình thường. Ở trên đây là một cái tài khoản, ở dưới đây là một cái mật khẩu và nhập lại mật khẩu, còn ở bên kia là một cái tên đăng nhập và một cái tên tài khoản nhập lại mật khẩu và ngày tháng năm sinh. Nó rất là gườm gà nhưng mà ở trong đó nó bị lỗi. Một số anh em á thì vào được, còn một số anh em không có vào được nha anh em. Nên hôm nay mình vào trong đây mình chia sẻ cho anh em là có thể vào trong đây tạo một cái tài khoản rút gọn. Đây là một cái chỗ tạo tài khoản nha. Rồi khi mà có tài khoản rút gọn rồi thì anh em cứ vào trong game bình thường nha. Và hôm nay mình vào trong đây để mà mình review chút xíu thông tin của một cái bản test mà anh em nói mua đồ được, bán đồ không được, vào trong đây không có code, không trải nghiệm được. Hiện tại là anh em khó chơi vì ở đây là người ta có hai cái ngôn ngữ, một cái ngôn ngữ là Việt Nam và một cái ngôn ngữ của cái nước mắm nước muối gì đó nè, còn gọi là nước Anh á. Thì nó rất là dễ chơi nè, nó rất là dễ, tại vì những cái nền tảng của con emu nó cực kỳ là dễ chơi. Thì hiện tại các anh em vào trong đây chịu khó tìm hiểu chút xíu nha. Như hiện tại là cái con nhân vật của mình là cái con trống đây, mình mới mua được đâu đó là vài cái quyển skill. Quyển skill ở đâu các anh em đi lại đây nha. Hôm nay là mình review cái con GF trước nha. Đây con GF thì các anh em lại đây, lại cái chủ quán này đây, lại một cái chủ quán thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái dấu hỏi. Ở đây các anh em không cần bấm vô, tại vì nhiều người các anh em bấm không được thì các anh em bấm vô cái dấu hỏi này nè. Ở đây người ta sẽ có bán nè, kỹ năng đồ á các anh em không cần đâu. Khi có kỹ năng xong các anh em ra đây làm nhiệm vụ cho mình nha. Nhiệm vụ nó cực kỳ đơn giản, các anh em bấm vào cái khung chat thế giới nè, rồi các anh em gõ cho mình là một xẹt nha, evo, một xẹt evo, các anh em nhấp là ok là nó sẽ làm nhiệm vụ nè. Nó để là thăng cấp nhiệm vụ thành công. Tiếp theo anh em làm cho mình là ba cái như vậy nha, nè cũng là một xẹt nè, rồi tiếp tục là evo, cứ làm ba cái cho mình. Đây làm nhiệm vụ cuối nè, các anh em thấy là nó đã làm nhiệm vụ cuối. Con này á thì làm hai cái, còn những con khác thì các anh em làm ba cái thì các anh em cũng y chang như luôn, cũng là một xẹt nè, gọi là evo, các anh em cứ việc giả cho mình. Thì khi mà làm nhiệm vụ xong thì chúng ta sẽ có một cái liver là 400, tại vì các anh em mới tạo là nó không có liver đâu, nó không có cái điểm bon và không có cái gì hết. Thì anh em đã có một cái điểm bon rất là nhiều ở đây 32k, thì fan hát cộng khi có 32k xong thì các anh em đi lại đây nè, rất là dễ. Ở đây các anh em thấy gì không, quà tặng up pha test. Thì các anh em nhấp vào trong đây chỉ cần một lần thôi nha, nhấp vào một lần quà tặng nè, chúc mừng bạn, bạn đã nhận được cái quà tặng. Thì mình bấm vào cái gương đồ mình sẽ có quà tặng rất là nhiều. Đầu tiên anh em sẽ đeo lên cho mình một cái là cái win nha. Ở đây có nhẫn qua dây chuyền, anh em đeo lên hết cho mình nha. Cái clip này mình sẽ chia sẻ nó hơi dài dòng chút xíu nên anh em cố gắng xem nha. Rồi tới đây nè, các anh em phải cộng điểm nè. Ở đây nó sẽ kêu là sức mạnh mình còn thiếu nè. Sức mạnh yêu cầu 576, ở dưới đây mình cộng thiếu là 551 và cái nhanh nhẹn là 256. Thì các anh em từ khi bây giờ thì các anh em sẽ đi ra ngoài đây cộng điểm lại cho mình. Cái này là mình đã gắn sẵn cho nó nha. Các anh em cộng điểm ở trên nè, 556, mình sẽ bấm ok. Ở dưới đây mình sẽ bấm là 500. Như vậy đang cho mình đủ mặt điểm hết nha. Và các anh em lưu ý là cái con GF này các anh em cộng vô thể lực luôn nha, cộng vô thể lực tầm khoảng 500. Nếu mà nó ở một cái phiên bản chuẩn là các anh em phải cộng vô thể lực các anh em mới mặc được đồ. Thì bây giờ mình sẽ vào trong đồ, nó còn không còn yêu cầu gì hết, các anh em thấy chưa, chuẩn chạc chưa. Cứ việc vào trong đây trải nghiệm từ từ thôi, không cần phải làm gì hết. Nhiều anh em nói sao mua rồi nhận rồi tùm lum đồ hết không bán được, nó dễ như là cái gì luôn anh em à. Mình không biết nó nói dễ như gì nhưng mà lại đây người ta để toàn tiếng Việt, người ta đã NBC xóa đồ. Thì các anh em lại đây nè, đó
mình bấm vô một cái ha, nó xóa của mình là sạch sành sanh hết. Khi mà mình có cái gì thì mình xóa cái nấy, thì mình không có thì thôi. Còn cái này em bấm vào trong đây, mình sẽ sử dụng nè. Ở đây nó để là cấp độ nè, năng lượng cần phải là 60. Ở đây mình dò hết, nếu mà nó không có yêu cầu gì hết thì mình sẽ học vô. Còn cái nào mà nó yêu cầu cái cộng điểm gì thì mình sẽ cộng vô điểm đấy. Bây giờ mình sẽ học vô hết. Ở đây mình còn thiếu là năng lượng. Tiếp tục ở đây mình cũng còn thiếu là cái năng lượng. Thì bắt buộc các anh em đi ra là phải cộng năng lượng cho mình. Cái dòng năng lượng là cái dòng ở dưới đây. Mình cộng năng lượng như đây là mình cộng tầm khoảng là 1k nha. Đặng mình bút cho nó dễ anh em. Mình lấy một cái bút cá nhân. Tại vì cái con này á, cái chuẩn của nó là nó sẽ có đủ cái kỹ năng cho mình. Nên hiện tại bây giờ mình sẽ cộng vô cho nó 1k để mà mình búp lên thì vậy hãy ngon cho. Rất là ngon nha anh em. Nhẫn có, dây chuyền có tất cả hết mà chúng ta còn thiếu bét. Bét đó thì các anh em đi lên trên đây, mình lên trên một cái chợ nha. Các anh em bấm ở trên cái mũi tên trên đây đây. Nó sẽ ra một cái hộp như là một cái gương như đó các anh em nhấp vào trong đây nè. Ở đây nó sẽ đợi có tất cả những cái gì mà các anh em cần muốn. Đây, mình sẽ mua một cái ba lô đây. Tại vì mới vô người ta tặng anh em nhiều lắm, cứ mua hai cái ba lô. Còn cái hình cái chìa phá cái thánh giá này nè là một cái mở gương chung. Cái anh em mua đây và mình sẽ bấm vào chữ thú. Thú thì mình sẽ mua một cái con gấu cho nó đi nhặt gen. Nào mua đây, mua gấu nè. Hiện tại người ta phở ghi nó nè, mua tự nhiên thoải mái đây nè. Mình mua con này quỷ luôn. Xem còn cái gì thì mua cái này nha. Ở đây là có cái win là mini win thì không cần. Tại vì người ta tặng cái win 3 rồi. Cơ bản là vậy. Cái anh em mua rồi nó không có nhảy vô cái gương đồ đâu. Nó không có nhảy vô trong đây nha. Nhưng bắt buộc là anh em phải vào lại trong đây, vào lại trong phần cái gương này. Tao đi lại đó làm gì hết. Mình vào lại trong cái gương và các anh em nhìn ở dưới góc phải màn hình nó sẽ có nè. Nó có những cái này là anh em tích vô cho nó hiện màu xanh lên. Các anh em bấm sử dụng ok. Đây là nó chuẩn của phiên bản của PC. Đấy, bấm vô. Mình muốn lấy cái gì ra mình lấy, mình không lấy thì mình cứ để đây, nó không có làm chặt gương của mình. Đây là cũng là một cái lợi nha, nhưng cũng là một cái hại cho nhiều anh em mà không có chơi những cái phiên bản PC. Và những anh em nào chơi thường chơi phiên bản PC thì người ta sẽ biết, còn những anh em nào mà không chơi thì vô đây mò nó hơi gối chút xíu. Mình nó không phải là mình nói mình quá hay, nhưng là mình đã có chơi rồi. Vô chỗ này mình nhìn sơ qua cái là mình biết sao anh em. Con gùi ba ngang là biết con gùi chấm, con gùi máy rồi. Thì hiện tại là mình sẽ vào trong đây. Đấy, con gấu thì mình sẽ bỏ luôn. Mình trang bị là nó sẽ lên nha. Nhiều anh em quay số và bọng đồ nó không mang được thì nó hơi phí. Ở đây mình sẽ là ném ra. Mấy cái này thì nó cũng như y chang PC thôi. Mình qua cái gương 2 nè. Gương 1, gương 2 là mình có đầy đủ hết nè. Đấy, mình sẽ qua lại gương 1. Và đây là mình sẽ test một cái kỹ năng trước. Kỹ năng xong rồi mình sẽ ra mình cho anh em xem. Muốn học những cái kỹ năng, muốn gắn lên trên đây thì cái em bấm vào trong hình kỹ năng. Nó cũng rất là dễ. Mình sẽ cho một cái skill quật ngã đi. Số 2 thì mình sẽ qua một cái hơi thở gầm nè. Số 3 là mình sẽ cho nó là gầm thét nha. Ở đây nó không có cái skill changer. Có cặp vuốt phượng hoàng luôn anh em à. Có vuốt phượng hoàng thì mình sẽ gắn vuốt phượng hoàng. Như vậy xong thì các anh em đổi qua cái trang bên đây. Các anh em cho nó vào những cái búp. Cái búp mà mình vừa học được á. Các anh em cứ cho búp nó vào trong đây. Nó hơi lâu chút xíu nhưng anh em thông cảm nha. Tại vì mình đi ra đây mình làm cho anh em xem. Hiện tại thì mình sẽ test cho anh em xem. Có được như vậy hết rồi. Các anh em nhìn vô trong đây. Mình đã mặc win, mặc đồ đầy đủ hết rồi. Mình chỉ còn thiếu một chuyện, đó là cộng điểm làm sao để cho nó ra một cái lượng đam. Thì các anh em bấm vào trong điểm đây. Thì đa phần cái con GF đi theo những cái phiên bản mà PC hoặc là mobile 100% nó sẽ đi theo hướng là chiến hết nha. Ít khi nào nó đi theo hướng là full năng lượng lắm. Chỉ có cái con lớp 3 ở bên mình review nó sẽ đi theo hướng năng lượng. Thì đầu tiên mình sẽ cộng cho nó là nhanh nhẹn và sức mạnh. Tại vì cái phiên bản mà có reset anh em chia như vậy. Còn nếu không reset thì các anh em hãy chọn cho nó là mắt nhanh nhẹn. Ở đây mình sẽ cộng cho nó là 10k. Ở trên đây mình sẽ cộng cái điểm chuẩn của nó là 19k. Sát thương cho chúng ta là cao nhất là 18k nè. Khả năng tấn công là 39k nè. Và tốc độ là được 1113. Ở đây phòng thủ là được 3k3. Rồi ra test nha anh em. Xem nó sẽ như thế nào. Khi mà trải nghiệm một con game á thì nó cũng rất là dễ, chứ nó cũng không có gì mà quá khó nha. Thì ở đây mình sẽ bấm vô trong đây. Một cái búp nè. Búp thì mình thấy nó cũng khá là ok nha. Cũng đâu đó là nó cũng chuẩn chạc á. Và tiếp theo là những cái kỹ năng của chúng ta. Quật ngã nó có display anh em à. Qua hiện tại thì cái clip của mình nó đang bị dở dang anh em ạ. Định test skill rồi chia sẻ anh em một hai cái thủ thuật nữa để cho anh em test nó hoàn hảo nhất có thể. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó bị lan văng ra luôn. Hồi hôm qua cũng vậy, đi vào live một chút xíu là nó văng ra luôn, rồi tới phê mới vào được. Thì giờ nó đã up live rồi. Hôm nay thì vừa tới cái review kỹ năng thì nó đã văng ra ngoài. Thì hẹn anh em một cái clip kỳ sau mình sẽ chia sẻ thêm một chút xíu thông tin nữa. Nếu mà một clip mình làm quá nhiều quá thì các anh em lại không nắm bắt được hết nha. Và cái clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.